Vâng, gần đây các trang mạng của thành phố Quy Nhơn, của Bình Định có chia sẻ về bãi sỏi 7 màu như trên hình của bạn xem, anh của bạn Ngô Tuấn chụp gần đây. Và hôm nay Quy Nhơn City sẽ đi tìm và khám phá thử bãi sỏi này có đúng như vậy không, và đường đi lối lại có dễ tham quan hay không, cho mọi người có thể đi tham quan trong thời gian tới. Vâng, chào mừng các bạn trở lại với kênh Quy Nhơn City. Chúc các bạn có những ngày làm việc đầy năng lượng và vui vẻ. Vâng, hello mọi người, chào mừng các bạn trở lại với kênh Quy Nhơn Chi Tây. Thì gần đây các bạn trên mạng chia sẻ về một cái bãi biển có rất là nhiều hòn đá cuội, có thể nó gọi nôm na là bãi đá 7 màu. Theo tìm hiểu của Quy Nhơn Chi Tây thì nó nằm ở địa phận của giáp với hai tỉnh là Bình Định và Phú Yên, nó có tên là bãi bãi bàng các bạn, bãi bàng. Bãi bàng là ngay bãi bãi bồi đó. Thì sáng hôm nay Quy Nhơn City đang có mặt ở đường Quy Nhơn Sông Cầu các bạn, ngay chỗ các resort, chỗ phường Gành Ráng các bạn nha. Đấy, phía trước đó là resort Casa, và đi một tí nữa sẽ là khu vực giáp ranh của hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Vâng, hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu thử ở Quy Nhơn dưới Phú Yên hiện nay thì có cái bãi đá đó hay không, và nó như thế nào, cái đường tham quan như thế nào, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đi nha. Ok, bây giờ mình đi thôi nha các bạn. Đây là khu vực bãi xếp các bạn nha, có các resort đang được xây dựng, mà tốc độ xây dựng thì mình thấy nó quá chậm đi các bạn, vừa làm vừa nghỉ. Vâng, kiểu như là sau dịch rồi các bạn, nó nhiều doanh nghiệp thực sự không có tiền. Đây là khu vực du lịch cộng đồng của bãi xếp phường Gành Ráng nè các bạn. Đây, hôm nào mình sẽ rảnh mình xuống đây mình review lại cho các bạn xem nhé. Lâu lắm rồi mình cũng không vào trong này. Vâng, bên tay trái đây là Casa Resort được xây dựng vào năm 2018 các bạn. Vâng, đây là đường Quy Nhơn Sông Cầu các bạn nhé. Đoạn kết thúc của thành phố Quy Nhơn và chuẩn bị qua với thị xã Sông Cầu của tỉnh Phú Yên. Đường này là đường quốc lộ 1D luôn các bạn. Đường ngày xưa gọi là đường tránh Đèo Cù Mông đấy. Còn bên tay trái đây là resort Avani các bạn. Và Anantara. Hiện tại thì resort này cũng khá nổi tiếng các bạn, hoạt động từ những năm 2004-2005 tới giờ, cũng ngót nghét được 20 năm rồi các bạn. Vâng, đã có thời thì người dân thành phố Quy Nhơn mong chờ rằng là cung đường Quy Nhơn Sông Cầu này sẽ là cung đường resort đẹp nhất nhì Việt Nam, nhưng mà quá trình cũng như là cơ chế phát triển thì cung đường này tới hiện nay thì nó như thế này các bạn. Đấy, rất nhiều resort đang mọc lên, đang bị vướng rất nhiều về thủ tục pháp lý cũng như là về vốn các bạn, cho nên họ làm cầm chừng và có nhiều cái thì họ làm không nổi các bạn. Đấy, những resort này làm 4-5 năm nay tới giờ này thì vẫn theo kiểu vườn không nhà trống các bạn nha. Qua cái cua này sẽ là ranh giới, địa giới của hai tỉnh Bình Định và Phú Yên, cũng là kết thúc địa giới của thành phố Quy Nhơn. Tay trái rất nhiều resort đang chậm xây dựng và vướng rất nhiều thủ tục pháp lý, không biết có gỡ xong chưa. Bữa trước thì nghe nói cho gỡ rồi. Ok các bạn, đây là ranh giới của hai tỉnh Bình Định và Phú Yên, nằm ngay chỗ này các bạn, ngay cái cua này. Đấy, qua đây là thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Thank you.
có cái bảng đá này bạn. Thị xã Sông Cầu kính chào quý khách. Welcome to Sông Cầu Town. À. Trong đó là bãi rạng các bạn. Ok, để mình coi thử cái đường xuống bãi rạng đó hay là bãi rạng khác các bạn, nó có nhiều bãi. Đây. Vâng, đây là những hình ảnh đường Quy Nhơn Sông Cầu được Quy Nhơn City Bay Flycam. Đấy, đây là đường ranh giới của hai tỉnh các bạn, tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn và thị xã Sông Cầu của tỉnh Phú Yên. Vâng, ngay cái cua này luôn. Vâng, các bạn nếu mà muốn tham quan bãi sỏi như trên hình thì hãy ghé ngay chỗ cua này các bạn. Vâng, áo trắng trắng đó là thợ Quy Nhơn City đang bay flycam đó các bạn. Vâng, ngay cái hai cái nhà đá đó các bạn, ngay góc đó đi xuống cái phía gần sẽ là bãi sỏi Bảy Màu. Đấy các bạn, đây là khu du lịch Bảo Bàng nha. Chị Thạnh xuống đây. Đấy, nằm ngay cái mốc của giao nhau của hai tỉnh luôn bạn, thị xã Sông Cầu. Đấy. Đấy, dưới khách sạn Seaside này bạn. Trong nó có mấy cái bungalow nữa các bạn. Đây bạn thấy không? Đấy, dưới bãi biển thì bãi biển như vậy là một khu du lịch là quá ok các bạn nha. Mình đi các bà thì bãi biển ở đây nó đẹp hơn mấy cái biển Cát Cò 1, Cát 2, Cát Cò 3 rất là nhiều nha các bạn. Đấy. Nhưng mà bãi biển ở Cát Bà thì nó quá đông người đi. Đó bạn, đường quốc lộ mới rẽ vô, đây là cổng của khu du lịch Bảy Bàng. Đấy, đi xuống này các bạn. Ồ, chỗ đây nó có cái bãi biển của resort Seaside này các bạn. Đấy, biển rất đẹp nhưng mà chỗ này nó khuất mất các bạn. Ok, bây giờ mình chạy xuống dưới này thử nha. Như thế nào các bạn, đường xuống có cây phượng này, rất là đẹp luôn. Này thì lâu lắm mình không vào các bạn ơi. Từ những năm 2000 mấy tới giờ mình không vào đây. Cho nên là không biết là ở dưới này nó có cái gì. Đường này thì ô tô xuống vô tư nha bạn. Ô tô xuống dưới này nó có cái bãi đậu xe dưới này. Không biết bãi đá nó nằm ở dưới này hay là nằm ở bên nào, mình còn chưa rõ lắm. Sẵn đây đi khám phá cho mọi người xem luôn. Mấy năm gần đây thì ít đón khách du lịch các bạn, ít lai rai. Họ bây giờ họ đi qua bên Kỳ Co hoặc là Cù Lao Xanh hoặc là Nhân Hải người ta chơi. Ok, chạy xuống thử. Đây bạn, nãy mình đứng ở trên phía trên này các bạn, mình có cái đường đi bộ xuống nè. Còn không cái đường đi xe máy mình quằn lại chỗ kia mình chạy xuống rồi xe đây. Còn nếu vô quán người ta thì xuống đây. Mình thử đi theo hướng này không vô quán thử như nào. Đấy, có mấy cái đường đi bộ xuống này là đi tắt. Đó, quán người ta mở nhạc nhất rồi quỳnh tráng luôn. Trong này bị hoa phượng là chiều này bạn. Hello các bạn. Quay mặt để mọi người biết
mình là ai. Hướng này nó chỉ vào là Phổng Hỷ nè bạn, còn hướng này dưới biển. Phổng Hỷ. Ai mà nghỉ ở đây trời. Chỉ có dân phượt các bạn. Đấy. Để biển tôi xem thế nào. Ok, đây là bãi bàng nha các bạn. Bãi bàng đây thì không có hòn sỏi bảy màu này hết, chỉ có bãi cát với các gành đá thôi. Ok, không biết là bên đây là resort Seaside nè bạn. Hồi trước thì nó mới xây dựng lên thì nó quảng cáo là 5 sao các bạn. Các bạn thấy 5 sao chỗ nào các bạn? 3 sao còn không tới nữa. Năm sao Tự Phong. Vâng, mới hỏi người dân ở đây thì họ không biết cái bãi sỏi nằm đâu các bạn. Ở bên này nó có cái bãi đá bị cái rạn như thế này là hết rồi. Đấy. Mấy năm sau dịch này thì khu trong này nó cũng không phát triển gì nhiều hết các bạn. Một khoảng dày thôi. Đấy. Biển ở đây thì tắm ok. Ok, như vậy là ở cái bãi bàng lớn này nó không có các bạn. Còn cái bãi sỏi thì nó nằm ở bãi bàng bé các bạn, tức là bên cạnh đó. Nhưng mà muốn qua bên đó các bạn không có đường đi bộ nha. Mình phải thuê một cái thúng mà bên dịch vụ đi họ báo là 50 ngàn một người, tiền vé 50 ngàn, bơi qua đó. Ok, bữa nào mình sẽ cố gắng mình quay bên đó cho mọi người xem nhé. Còn hôm nay thì tới đây thôi. Vâng, đây là hình ảnh trên Google Maps các bạn, chỗ bãi bàng bé nha, ngay khúc cua của hai tỉnh Bình Định và Phú Yên luôn. Thọ chụp hình Google Maps cho mọi người giữa hình dung và định vị hướng đi góc cua ranh giới Bình Định và Phú Yên. Hồi nãy mình có chỉ cho các bạn xem đó, những hình ảnh sáng nay mình quay cận cảnh ở phía dưới bãi cát đó, là bãi sỏi đó các bạn, bãi cát bãi sỏi. Chỗ này thật ra thì chỉ có người dân địa phương và một số bạn chuyên về du lịch phượt với du lịch khám phá thì mới biết thôi, chứ tại vì chỗ này không có cái đường đi bộ xuống, mà muốn đi cái đường này thì phải chèo sập thuê thúng của người địa phương ra để tham quan, biết để tham quan. Đấy các bạn, từ hướng này có thể thấy là những cái viên sỏi các bạn, những cái viên sỏi nhé. Nhìn